Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì Thắng đang ở thôn Lũng Cáng, thuộc xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Và còn đây là anh Trinh, bí thư chi bộ của thôn Lũng Cáng. Đây là anh Quả, trưởng thôn Lũng Cáng. Và anh Trinh thì là bí thư chi bộ nhưng lại được tăng cường từ chi bộ khác về, vì lý do là ở đây là thôn Lũng Cáng là cũng đang thiếu người, chưa có người đảm nhiệm cái chức danh đó, nên là anh Trinh phải là từ một cái chi bộ khác là tăng cường về đây để sinh hoạt và là bí thư chi bộ luôn đấy. Và cái chương trình mà trong thôn Lũng Cáng ấy thì các bạn biết rằng Thắng đến đây là khoảng tầm độ 6 tháng rồi, và cũng như thôn Tán Dầu bên kia. Và khi đến thì Thắng cũng muốn có một cái gì đó để cho thôn Lũng Cáng nó được như thôn Tán Dầu. Và đến hiện giờ thì sau những cái quá trình mà Thắng làm ở đây và giúp bà con nhân dân thôn Lũng Cáng, thì ngày đầu thì vào làm đường thì đằng sau Thắng đây chính là cái nhà văn hóa thôn của thôn Lũng Cáng. Thì bây giờ nhà văn hóa thôn thì đã xuống cấp rất là trầm trọng rồi, nó bị dột rồi là bị mọt và bị thụt rất nhiều chỗ. Và để chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp ấy, của là một cái ngày hội mà sinh hoạt chính trị lớn nhất toàn dân đấy, thì một trong những cái mà cấp thiết đó là cơ sở vật chất hạ tầng. Thì thôn Lũng Cáng này, thứ nhất là cái nhà văn hóa không đảm bảo cho cái tổ bầu cử được. Thì qua cái kêu gọi đấy, thì lúc đầu thì anh em trưởng thôn và bí thư cũng có kêu gọi và muốn là đóng góp của bà con nhân dân. Nhưng mà thực sự thì thôn Lũng Cáng thì bà con nhân dân là 100% là người dân tộc Mông, và cái điều kiện kinh tế còn rất là thấp đấy, chưa có thể ủng hộ và đóng góp được bằng tiền của được, mà chỉ bỏ ngày công ra thôi đấy. Thì qua một thời gian thì lúc đầu Thắng cũng đã định kêu gọi để giúp cho bà con nhân dân thôn Lũng Cáng có một cái nhà văn hóa, nhưng mà sau quyết định cuối cùng thì Thắng trong cái ngày hội đại đoàn kết ấy, thì đã giúp cho bà con và hứa với bà con là sẽ làm cái nhà văn hóa này. Tới này thì Thắng sẽ quyết định, nếu mà có thể bỏ hơn thì Thắng có khả năng là đang còn phải suy nghĩ, nhưng mà Thắng sẽ quyết định mà trong cái chương trình này Thắng sẽ bỏ ra 100 triệu từ tiền cá nhân của Thắng. Đấy, thực ra thì cái số tiền này nếu để so với người mà có điều kiện ấy, ở ngoài có điều kiện, thông thường có điều kiện thì cái số tiền này rất là nhỏ, nhưng mà để với Thắng thì trong cả cuộc đời Thắng đến giờ thì Thắng nói thật là chưa bao giờ Thắng nghĩ là sẽ bỏ ra 100 triệu để làm nhà văn hóa bao giờ. Nhưng thực sự là từ khi bén duyên với YouTube, rồi là bén duyên với tất cả những người làm từ thiện trên mọi miền đất nước và cũng như người ở nước ngoài, Thắng cũng nói chuyện qua rất nhiều. Và từ đó thì cái tâm của Thắng cũng có sáng lên rất nhiều, và được hiểu biết và được qua những cái cô chú cũng nói cho và truyền đạt cho rất nhiều, để Thắng hiểu được là làm những cái việc này nó có ích như nào, và về sau này nữa cho bà con nhân dân thôn Lũng Cáng. Thì trong cái hạ mục làm ấy, thì hôm nay anh em Thắng chỉ đo và giới thiệu qua để cho các bác biết nắm được là Thắng sẽ giúp thôi. Còn cái ngày chính thức thì là phải qua ngày mùng, có nghĩa là qua ngày mùng đấy, có nghĩa là qua ngày mùng 10 Tết đi đấy, âm lịch, thì anh em Thắng sẽ chính thức là chọn ngày rồi sẽ vào đây là phối hợp cùng xã và bà con nhân dân thôn Lũng Cáng để đào móng và khởi công cái công trình này cho kịp đến ngày 22 tháng 5, ngày bầu cử của toàn dân nhá. Đấy là ngày mà ai là công dân Việt Nam thì cũng đều cầm trong mình trên 18 tuổi đấy, từ 18 tuổi đổ lên đấy là sẽ được cầm cái lá phiếu đi bỏ phiếu đấy. Thì trong cái hạ mục làm cái chương trình này ấy, thì sẽ phối hợp cùng với cả thôn, bà con nhân dân thôn và bà con và hai đồng chí là đồng chí bí thư và đồng chí trưởng thôn này sẽ trực tiếp làm cái công trình này. Thì qua đây ấy, thì là cái số tiền là vật liệu là Thắng sẽ giúp, còn là cái số tiền mà xây dựng ấy thì là
Theo anh bí thư và anh trưởng thôn cũng đã trao đổi rồi thì là có thể sẽ là một phần là bà con nhân dân đóng hay là xin được nguồn từ xã hay huyện đấy. Thế là tí nữa thì anh bí thư thì sẽ hoặc là anh trưởng thôn sẽ nói là cái số tiền mà có thể là giúp xây dựng ấy, về phần xây dựng về phần xây ấy, thì là có thể là sẽ xin được nguồn kinh phí. Thế tổng trong cái đợt này làm ấy thì lúc nãy anh em Thắng cũng đã bàn qua rồi là chiều dài sẽ là 15 mét, tổng là 5 gian đúng không anh? Đấy, thế là còn là chiều ngang là 5 mét rưỡi. Đấy, đúng không nhỉ? Đấy, chiều ngang của ngôi nhà ấy sẽ là 5 mét rưỡi, là ngôi nhà rất là lớn và hè có hè và hiên là 1 mét 2. Đấy. Và trong nhà thì có lát gạch, đấy, gạch hoa đầy đủ hết và trần và mái tôn đấy. Còn về điện điếc là Thắng có thể là sẽ không 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 giúp về cái vấn đề đó. Thắng chỉ giúp nguyên hạng mục về ngôi nhà đấy, là tiền vật liệu này, mái này, hiên này, nền này và tất cả những cái là liên quan đến xây dựng để có thành được ngôi nhà. Mà hiện giờ thì ngôi nhà này cũng chưa có điện và hệ thống sân này cũng chưa có. Đấy thì sau này chẳng hạn tiếp tục nữa thì có thể bác nào có lòng hảo tâm thì có thể giúp vào cái hạng mục sân hay là hạng mục gì đó. Nhưng còn đâu là cái tất cả cái này là Thắng trong cái khả năng của mình là 100 triệu của Thắng thì cũng đã bàn qua rồi, nó cũng là thuộc dạng là tương đối rồi. Đấy, bây giờ thì trưởng thôn và bí thư có đôi lời nói gì không? Trước hết thì xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Tất Thắng. Anh cũng đã có lòng hảo cảm đến đây mà giúp nhân dân thôn Lũng Cáng chúng tôi xây dựng rất là nhiều công việc thiết thực, giúp cho bà con ở đây có điều kiện để phát triển kinh tế tốt hơn. Đối với chúng tôi thì tỷ lệ hộ nghèo rất là cao. Việc huy động mà xây dựng được cái nhà văn hóa cộng đồng để sinh hoạt thì rất là khó khăn. Thì anh cũng cảm nhận được cái sự khó khăn của chúng tôi thì anh đã quyết tâm hỗ trợ như thế. Thì bản thân chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Chúng tôi sẽ cùng với lại nhân dân đồng lòng chung sức với nhau để đóng góp thêm về cái ngày công lao động. Còn về cái nguồn hỗ trợ của nhà nước, một phần nào đó chúng tôi sẽ đưa vào làm cái tiền công xây dựng. Thì hôm nay qua cái kênh YouTube của anh Thắng thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến cá nhân anh Thắng và tất cả các anh chị em cộng đồng mạng đã chia sẻ. Thế thì bây giờ ước này, em lấy thước đây. Bây giờ thứ nhất là bây giờ anh em mình làm cái hạng mục này ấy, thì là vẫn là trên cái nền này đúng không? Vâng. Quả vẫn làm trên cái nền này. Rồi. Bây giờ thì là cái đầu của nó là bắt đầu từ kia hay là từ đằng này? Bắt đầu từ bên này. Thế thì bây giờ ước thử đo keng 15 mét cái chiều dài xem nào, xem đủ không? Vâng, em kéo vào cái 10 phân, nó ở đấy có buộc 10 phân đấy. 15 mét chưa ạ? À, thế là cái nhà này hiện giờ hiện tại là đang là 15 mét luôn à? Hả? Thế là vẫn đủ trên cái nền này luôn. Thế còn bây giờ là tổng là chiều ở trong ra này, chiều ở trong ra là 5 mét rưỡi và nền hệ hiên là 1 mét 2 là thành 6 mét 7 phải không? 6 mét 7 bây giờ ước thu dây vào ra kia đo thử chéo từ trong ra xem có đủ 6 mét 7 không hay là phải đào. Phải đào thêm vào. Đằng sau có phải đất của thôn nữa không hay là của gia đình rồi? Không, còn rãnh nước, hệ thống rãnh nước đằng sau nữa. Nếu được thì từ cái chỗ nhà cũ này ra là được rồi. Thì từ đây ra là được rồi. Mấy mét đấy? 6 mét 7 đây. Vừa zin cái nhà cũ này rồi. À, vâng. Cái hệ thống hiên này là mình đổ mái bằng hết đúng không? Đổ mái bằng là ra là 1 mét 2. Còn trên là lợp. Trong nhà thì lợp mái tôn. Vâng. Còn hiên là đổ mái bằng. Còn mặt mặt tiền là nó có cái trụ vuông lên. Vâng. Vâng.
Đây là trong cái bản thiết kế này này, là anh bí thư anh ấy đã mượn được một cái mô típ của một ngôi nhà văn hóa của một thôn khác. Nhưng mà hiện giờ cái kích thước cái ngôi nhà này nó lớn hơn, có nghĩa là cái chiều ngang nó dài tổng là 6 mét cơ. Nhưng bên này thì Thắng là hỗ trợ là chỉ được là 5 mét rưỡi thôi. Đấy là thụt vào 50 phân. Do là do cái điều kiện của Thắng và kinh phí của Thắng cũng chỉ được là 100 triệu thôi. Nên là thôn cũng là thông cảm cho. Đấy nên là sẽ bị thu nhỏ cái chiều này vào tí, còn đâu cái chiều này là đúng hết, đúng không anh? Đấy thế là bên thợ là sẽ cứ tiến hành là xây như vậy. Đây là anh có bản thiết kế, cái thứ anh bí thư là có bản thiết kế hết nhá. Đấy, đầy đủ hết. Đấy là móng là cũng xây như kiểu quả của nhà quả đấy. Là cũng đá 1-2 và đổ xong là có khung sắt. Đấy. Còn đến đây là nó sẽ có cột cột vuông chính khỏe này. Và đây là xong rồi có cái dầm ra này, kia dầm ra xong đổ phải không anh? Đấy, thế là sẽ tiến hành như vậy. Còn đâu chính xác đào như nào và căng dây như nào thì sẽ vào cái ngày phải cái hôm khởi công, đúng không? Là cho bà con ra là dỡ toàn bộ cái nhà này ra. Đây này. Đây các bạn nhìn trực tiếp là hôm trước là chính anh trưởng thôn anh ấy gọi tôi lên là nó sập sệ, nó đổ nát và nó mục quá rồi. Đấy nó không, gần như là không còn cái nhà văn hóa nào như ở thôn Lũng Cáng này nữa. Thế cũng giống như trước là thôn Đán Dầu nữa. Thế nên là ở những cái xà Quái Giang Quái trước kia là mọt hết. Đấy, đầu hồi rồi là ấy này cũng đã mọt hết rồi. Đấy. Đấy. Nên là cái này là cần thiết, tại vì vừa rồi là mưa dột bé bét hết cả vào trong nhà. Bây giờ có mở cửa được không nhờ quả? Em không cầm chìa khóa. Không cầm chìa khóa. Vâng. Đây, mái miếc này là hệ thống mái miếc là hỏng hết. Đấy. Đây là muốn là cho các bạn biết rằng là cái văn hóa rất là quan trọng. Đấy. Thế là một cái chỗ mà để cho bà con sinh hoạt cộng đồng, rồi là phổ biến họp hành, rồi là các cái sự kiện chính trị của thôn khi được diễn ra, rồi là tập huấn tập miếc, rồi là các kiểu nhiều thứ lắm, văn nghệ văn gừng. Thế là cái trong cái này nó thiết kế là cái sân khấu rộng ra là bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Cái này tùy mình thôi, nhưng mà nó phục vụ vào cái hoạt động của mình là bao nhiêu thì mình sẽ tính toán. Lúc đấy xây nhà xong là mình sẽ làm cái sân khấu ở bên trong, thì lúc đấy mình sẽ tính toán xong. Vâng. Thế thì cái này là hôm nào nhá, mà trước khi mà ấy là phải bảo chung để nó cần thiết cái gì là em quả với cả anh ấy là sẽ bảo để chở vật liệu, lấy trực tiếp số để chở vật liệu. Đấy, xong là hai bên là ghi lại đối chứng nhau để cho nó rõ. Đấy, còn xây thì mình vẫn tiến hành xây gạch bê tông như thôi. Vâng. Đúng không? Đấy, là vẫn là gạch đấy này. Gạch đấy và xây kiểu tường 20 ấy. Tường gạch 5. Vâng, đấy thì chắc chắn rồi, cái này công trình. Và sau này thì có một cái biển nhỏ nhỏ ở đây gắn tên em Thắng, đúng không? Vâng. Là giúp đỡ Thắng hỗ trợ. Vâng, là hỗ trợ về cái đó và phối hợp cùng bà con nhân dân thôn Lũng Cáng. Vâng. Đúng không? Vâng. Là hỗ trợ trong cái chương trình đó. Và còn đâu bác nào mà có thể quan tâm được, giúp được toàn bộ cái hạng mục sân ở đằng trước này cho thôn Lũng Cáng, để cho nó có một cái sân chơi lớn cũng như Đán Dầu thì càng tốt. Đấy. Lúc đầu thì có bác bảo là sao làm ở bên cái kia, nhưng mà thực ra cái bên kia là bị nứt hết đằng sau rồi. Bên, đấy. Bên kia thì đất mượn. Đất mượn là cái lớp học này cũng không sử dụng được nữa. Đấy, thế nên là mới phân là bảo là phải quyết định thôi là làm về đây cho thôn Lũng Cáng về lâu về dài. Đấy. Trước đây cũng có ý định để xây ngang như này để tạo cái sân nó đẹp hơn, nhưng mà lại vướng cái dây điện không thể xây được. Dây điện cao thế. Vâng. Nên là không thể là xây ngang này được. Vâng, ok. Anh em mình đi về nhà. Đấy, thế là Thắng đã công bố cho các bác biết được cái hạng mục mà Thắng khi vào đây. Đấy, lúc đầu là Thắng cũng định giúp một hoặc là hai gia đình nào đó có được nhà. Đấy, nhưng mà sau cuối cùng thì các bạn biết rồi, Thắng là bây giờ cũng có nhiều người biết là Thắng là một cán bộ văn hóa. Đấy, tương đương với một đang làm ở văn hóa thành phố, tương đương với một văn hóa ở một cấp huyện. Đấy, trước là Thắng ở Mèo Vạc thì sau chuyển về dưới thành phố thì vào đây thì Thắng mới biết được rằng là bà con nhân dân Lũng Cáng
rồi là bà con nhân dân đán dầu đang phải sinh hoạt trong cái ngôi nhà nó như vậy. Đấy. Thế nên rằng là Thắng đã quyết định rằng trong ngành văn hóa thì Thắng quyết định giúp vào cho một cái mang tính chất là gọi là cộng đồng, cho bà con có được cái chỗ sinh hoạt nó tốt và nó lâu dài. Thắng cũng mong rằng, tin rằng bà, từ đây bà con nhân dân thôn Lũng Cáng cũng có thể phát triển được kinh tế, rồi là cũng thấy nó là một cái niềm hạnh phúc cho bà con nhân dân. Đấy, và xong cái hạng mục nhà văn hóa thôn Lũng Cáng này thì Thắng cũng sẽ chia tay thôn Lũng Cáng và Thắng sẽ chỉ lâu lâu qua lại chơi thôi, thăm hỏi thôi, chứ sẽ không còn kêu gọi giúp đỡ gì nữa. Xong hạng mục nhà văn hóa này nhá. Đấy, các bạn hiểu cho là Thắng sẽ là như vậy. Và tổng cái hạng mục này, đợt này Thắng bỏ ra đồng cảm với cả thôn Lũng Cáng là 100 triệu. Đấy, Thắng cứ nói trước là như vậy. Còn đấy là thật sự là Thắng cũng đã cố gắng hết khả năng của mình rồi. Đấy, chứ còn Thắng cũng phải có gia đình, còn có rất nhiều việc. Đấy, gia đình, anh em, họ hàng, rồi là nhiều thứ lắm. Công việc của Thắng nữa, rồi rất là nhiều. Thắng cũng không muốn kể lể hay như nào đó, nhưng mà đã giúp là giúp. Thắng nói là giúp là giúp, chứ không phải kể lể. Nhiều bác cũng sẽ nghĩ rằng là Thắng là khoa trương, rồi là câu view, câu like, rồi là đánh bóng tên tuổi. Nhưng mà thực sự là khi các bạn đến được với bà con, các bạn cảm nhận được, các bạn ăn được cùng dân, ở được cùng dân, các bạn sẽ hiểu được họ đang cần những cái gì. Họ đang rất cần. Đấy, phải nói là rất cần. Đấy, thì họ mới phát triển được, chứ không bỏ lại họ ở phía sau thì họ còn nghèo lắm. Mà nghèo không biết đến bao giờ mới thoát được nghèo. Đó. Thôi bây giờ thì Thắng và anh Bí Thư sẽ quay về nhà trưởng thôn, đóng cái biển cho nhà trưởng thôn. Đó là anh Út và anh Thế có giúp trong cái hạng mục nhà trưởng thôn ấy là 80 triệu và sẽ ăn bữa cơm trưa lại đó. Xong mà Thắng lại tiếp tục ra cái công việc của mình nhé. Đấy, đây là hạng mục nhà của trưởng thôn do anh Út và anh Thế có giúp, tổng về đây là 80 triệu cho nhà trưởng thôn. Thì hiện bây giờ thì Thắng sẽ làm cái thao tác là đóng biển nhé. Đáng nhẽ là dự kiến là ngày 30 sẽ vào nhà mới cho trưởng thôn, nhưng mà trưởng thôn nói rằng là sẽ không có vào cái hạng mục trong làm vào trong nhà mới. Đấy, tại vì hôm cất nóc kia là nhà trưởng thôn đã làm rồi. Đấy, thế nên là bây giờ thì Thắng sẽ đóng biển, và tí nữa thì trong tổng trong nhà này là 20 triệu à 60 triệu nhá. Còn là ngoài này, hạng mục ngoài này và nền này thì tí nữa tính với cả trưởng thôn để Thắng sẽ vài hôm nữa Thắng sẽ gửi tiền cho cái người chở vật liệu là em Trung đấy. Đấy là cái hạng mục của nhà của bác Thế và bác Út đấy, sẽ giúp cho nhà trưởng thôn đấy, là tặng cho nhà trưởng thôn tổng cái số tiền trị giá là 80 triệu để làm nhà. Đây, đinh này có ngắn quá không hay là lấy đinh dài hơn? Được. Hả? Được rồi đấy, cho anh Bí Thư anh ngắm. À, chỗ đấy là đúng vào cái quái giang này rồi. Cho lệch sang bên này đi. Ừ. Đấy. Thế này mở cửa vào trong như chú nhỉ? Mở cửa vào trong. À, thế thì thoải mái. Đấy, người cho ở đây đóng một bên trước đã để chỉnh. Cho trẻ con đỡ quệt vào. Đóng hẳn vào trong hẳn đi. Vào hẳn trong đấy, đấy. Đinh này đúng đinh đóng luôn đấy phải không? À, ngắm nào anh Trinh, anh ngắm cho, nào anh Bí Thư anh ngắm cho. Chỗ bên nước kia lên một tí. Đấy, lên. Đấy, đấy. Ô, quá rồi. Xuống ấy. Xuống như không xuống ấy. Đấy. Rồi. Tuyệt vọng luôn. Cái này là hôm nọ cất nóc là đã làm cái thủ tục đấy rồi phải không chú? Vâng, nên là bố của trưởng thôn bảo là sẽ không còn cái chương trình làm vào nhà mới nữa. Đấy. Hôm nào là chỉ quét xi thôi nhỉ? Có quét xi không? Hay là... Vâng. Đấy. Đấy, thế là
đóng biển xong mình nhá, cho quả nhá. Em cũng mà gia đình là cũng cảm ơn anh Thế và anh Út đã hỗ trợ em làm cái nhà. Thế là mà thời gian vừa qua thì cũng rất may mà cũng là đây em cũng thay mặt gia đình là cũng thứ nhất là em cảm ơn anh Thế và anh Út, thứ hai là cảm ơn cá nhân anh Thắng đó là cầu nối giữa gia đình em và các anh cũng hỗ trợ gia đình em, thì em cũng cảm ơn anh Thắng và cảm ơn anh Út và anh Thế rất là nhiều. Cảm ơn ạ. Rồi rồi, ok. Đấy, thế là các bác sẽ xem được là tí nữa thì Thắng sẽ quay toàn bộ ngôi nhà và bếp. Thì qua đây thì Thắng diễn giải qua một chút là các bạn biết được là ngôi nhà này là em Quả là có bổ sung thêm tiền. Đấy, gia đình có bổ sung thêm để làm, bán trâu đi để làm nhá. Đấy, thế là tổng trong nhà này thì anh Thế và anh Út là hỗ trợ là 60 triệu. Đấy, nhà và bếp là tiền là hỗ trợ 60 triệu. Còn nền, đấy, nền này và sân và hè, lúc đầu thì Thắng có nói rằng là để lại 20 triệu là để làm cả cái sân này, hè này và nền này và có đường đi xuống dưới kia, nhưng mà do trưởng thôn lại bảo rằng là cái đường đấy là còn vướng vào mấy cả anh trai bên kia, sau này có thể làm nhà cái thứ nó chở đồ được biết nữa là chở vật liệu ấy, làm nhà ấy thì sợ nó hỏng. Nên là sẽ quyết định không làm. Và cái này thì lúc đầu thì bảo là nền bê tông thôi, nhưng mà sau thì tính toán thì Quả có bảo có thể là sẽ thêm được, nên rằng là tí nữa thì sẽ tính xem là Thắng sẽ gửi 20 triệu thêm tiền vật liệu để làm cái những cái này nữa cho Quả nhé. Đấy, thế là qua đây Thắng cũng xin cảm ơn đấy anh Thế đã cùng Thắng giúp rất nhiều bà con ở vùng cao đấy. Và anh út là lần này là lần thứ nhất, và lần thứ hai là anh ấy có chuyển tiếp cho Thắng là giúp ở bên hạng mục nhà anh em Hầu với cả bà Dở. Đấy, cũng cảm ơn anh Út là người đã mới thôi, nhưng mà anh cũng rất là hay điện và hay cũng lâu lâu nhắn tin cho Thắng. Thắng cũng xin cảm ơn đến anh Út và chúc hai anh có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và sắp sửa bước sang thềm năm mới rồi. Có thể là ở nước ngoài thì là đã qua rồi, nhưng mà Việt Nam thì Tết Nguyên Đán truyền thống của chúng ta thì là chuẩn bị mới tới thôi, sắp tới thôi. Thì chúc các anh có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, đại gia đình sang năm mới làm ăn phát đạt và quan tâm nhiều hơn nữa đến các em ở Việt Nam cũng như bà con nhân dân ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang này nhé. Qua đây Thắng xin chân thành cảm ơn các anh. Đó. Đây là bây giờ thì các bạn có thể xem được cái video ngày trước là chưa nhà trưởng thôn chưa xây thì còn rất là khó khăn và vất vả bụi, nhưng mà hiện giờ thì nhà trưởng thôn có được đến như này rồi là cũng là một cả một sự cố gắng cho gia đình đấy. Cũng rất mong rằng là khi trưởng thôn có ngôi nhà này rồi thì cũng sẽ cùng cố gắng mấy cả Thắng tiếp tục làm cái công việc mà làm nhà văn hóa thôn để cho bà con nhân dân thôn Lũng Cáng có được một cái nhà văn hóa đẹp như ý muốn, và cái số tiền bỏ ra nó thật sự ý nghĩa cho bà con thôn Lũng Cáng nhé. Đó là việc chung cho thôn Lũng Cáng. Đấy, tổng ngôi nhà này thì có diện tích là rộng 12m và dài 12m và rộng ngang là 6m. Đấy, rất là dài, rộng. Và có một buồng, thiết kế một buồng đấy, cho riêng vợ chồng trưởng thôn. Đấy, và có một bếp ở dưới nữa. Khu này thì sau này sẽ nói rằng là sẽ đổ bằng ở đây để đặt nước và đặt đấy cho nhà trưởng thôn làm đồ nấu cơm nấu nước ở chỗ khu vực này, đi vào bếp đấy, và hè đây đó. Đấy, còn đây là bếp của gia đình. Thì bếp này thì bố mẹ của trưởng thôn ngủ ở đây đấy, dưới cái căn bếp này đó. Đấy nhá, ngủ ở cái dưới cái bếp này đấy. Còn nhà lớn và buồng kia thì nhà trưởng thôn là ngủ buồng đó.
Đây thì ở nhà trưởng thôn thì măng xào rau nấu canh. Đi bê xuống cầu thang là phải cẩn thận đấy. Thôi đi qua đường bên kia. Đi đường là quả. Vịt. Đi đường bên kia bên đấy. Này á. Bên này đang bê cái này không xuống được đâu. Mấy thằng vặt lông khiếp không? Đấy, đấy. Nghe nói là ăn lông bổ lông đấy. Thì này là thịt vịt. Đó. Vịt bây giờ nó đang mùa đông ấy, kiểu toàn thay lông. Thay lông. Nên là vặt lông nó cũng khó. Hai đĩa sắp để không hết đấy. Ôi giời. Đẩy thế vịt to thế quá. Vịt đầu. Vịt đầu xanh. Không thì cho vào cái đấy cũng được mà, không sao đâu. Vướng quá nhỉ. Sợ nó vướng đâu. Có đĩa à? Có đĩa thì cho ra em. Đĩa bé đó. Hả? À, cho hai đĩa đấy, nhỏ nhỏ thôi, có ai đâu mà, mấy anh em mà. Bằng này là được hai đĩa rồi này. Em AB này xuống trước nhá. Ờ, bê thôi. Đi đường này nguy hiểm lắm. Xong là đi cái đấy xong là phải đội buộc dây mũ bảo hiểm vào. Không ngã là vỡ mặt hết đấy. Ờ, chúng mày mũ bảo hiểm cứ sợ dân ném đá. Cái này có trồng được không? Nhà có này. Nhà em trồng được à? Vâng. Trồng cách đây xa không? Trồng dưới này, ít thôi. À. Đây là điện thoại của em đó. Vâng. Ấy, măng này sùng xào à hay ai xào ấy? Kết hợp cả hai. Kết hợp cả hai quá. Người đứng chỉ đạo, người cầm muôi để xào. Ồ, ai da, sùng ghê nhỉ. Rồi đấy, kết hợp với cả vợ trưởng thôn à? Xào à? Ấy, đúng rồi, xào cháy cạnh này là chuẩn đấy. Lúc đầu anh cứ tưởng là mang ở nhà hàng vào. Em bê đi qua được kia à? Bê vòng á? À? Thế bê, đấy, để cho sùng nó bê cho. Bê được không? Ờ, à, bê đi, đê vòng này nào. Hướng dẫn nhá. Làm hướng dẫn viên du lịch. Khách đấy, đi đường đấy, bước qua cái ấy kìa. Đường này không đi được, anh em chuyển đường này. Ông xuống ăn cơm thôi. Chú ơi, xuống ăn cơm thôi. À. Đây là cái vườn rau. Tới này sẽ chuyển lại làm vườn rau đúng không? À, chỗ này không đổ hè à? À, chỗ này trồng hoa, để trồng hoa. À, đúng rồi, để trồng hoa. À, trưởng thôn, bố trưởng thôn đang bào và đang làm cửa nhá, đang có khuôn cửa. Xuống ăn cơm đi anh Trinh ơi. Xuống anh Trinh ơi. Gọi ông bà xuống thôi. Bọn trẻ nhỏ có về không? Quá rồi. Có thịt rồi chưa có rượu không? Thôi rượu thôi. Rượu ăn bát cơm này. Rượu thôi thôi. Chiều mặt đỏ chết. Nguy hiểm lắm. Rượu ngô à, thơm lưng. Rượu sắn thôi. Rượu sắn. Sắn à? À, rượu gạo thôi. À. Rượu gạo em không nấu. Đây, anh chị.
Tự nấu nhưng mà men, men ở đâu? Men cũng là men ấy thôi, men những bọ thôi. Qua đi vắng với anh Vân với lại ấy thôi nhỉ. Rồi hôm qua là mới gần lên chính. Đây. À, đũa nữa này. Đây, đũa này có nhiều đây. Thôi cứ cạch cái nhỉ. Đầu tiên là cạch thôi. Em thì nhấp môi rồi nhá. À, thông cảm bác gia đình cái nhá. Rồi. Cảm ơn anh Thắng nhá. Rồi, chúc trưởng thôn và bí thư là sang năm là cho Lũng Cáng là có nhà văn hóa mới, nhà đẹp mới. À, mang tầm cỡ khu vực. Ba mươi nghìn ạ. Bảo. 30.000 một cân rồi. Chính là nó giữ giá rất là lâu nha, măng à. Mua từ đầu mùa đến giờ mà vẫn cứ 30.000. Chưa xuống giá. Chắc là qua Tết mới xuống được giá. Măng này bây giờ vẫn là đầu mùa nhá. Vậy à? 40 ấy. Măng này bao giờ nó có sấm là đắng phải không? Cái măng này chắc là măng phải lên cao mới đắng. Cao mới đắng à? Lên cao 20 phân này tầm nào. Chưa. Măng này tại sao mà nó cứ nghe thấy sấm là nó đắng nhỉ? Biết lý do không? Biết. Nếu mà cứ nghe thấy sấm thì mọc ở cạnh trường học nó chả gõ trống suốt ngày này tưởng nhầm là sấm thì chả đắng. Có ngọt thì vẫn đắng đúng không? Có sấm là chắc là do thời gian và thời lúc đó cây măng nó lên cao là phải đắng. Nó cao nó phải đắng. Nên đến mùa nó rồi. Đúng rồi. Nhiều người cứ bảo là có sấm là đắng. Rồi giờ Thắng cơm no rồi, bây giờ đi ra xong việc này là ngày mai ngày kia thằng sẽ quay lại nhà anh Vư nha, nhà anh Vư dưới này. Đấy.